Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 14 tháng 9 năm 2021, tức ngày 8 tháng 8 âm lịch, ngày Ất Sửu, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu. Tuổi hợp trong ngày, ngày Sửu lục hợp Tý, Tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi tài lộc vượng sắc trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Tý, tuổi Thần và tuổi Sửu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý, tam hộ cho thấy hôm nay là một ngày để con giáp tuổi Tý hướng đến các hoạt động cộng đồng. Hãy tham gia giúp đỡ những người xung quanh, họ rất cần đến sự quan tâm và hỗ trợ của bạn. Một ngày mà người tuổi Tý được thiên ân khuyến khích nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình bằng cách hướng tới những góc nhìn mới mẻ, những nền văn hóa mới. Nhờ thế mà mỗi bước đi của bạn cũng sẽ tích cực hơn, đừng sống mãi trong vỏ ốc của chính mình. Thổ thủy xung khắc khiến cho bản mệnh mất thời gian để xử lý các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu thường xuyên ốm yếu, bạn cũng nên tìm tới sự trợ giúp của bác sĩ, đừng quá chủ quan. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim ngậm ngùi vì có kẻ lật mặt biện minh cho tội lỗi của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy không cần quá tập trung vào các tác nhân tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa cảm thấy thương nhớ những kỷ niệm xưa cũ. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ có tín hiệu vui trong đời sống tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc nên ngủ nhiều hơn sẽ giúp bạn khỏe hơn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, thiên tài xuất hiện cho con giáp tuổi Sửu cảm thấy vững tin hơn với kế hoạch kiếm tiền của mình, nhất là khi bạn đang kiên nhẫn tìm cách để gia tăng thu nhập. Một số người tìm được nghề tay trái để có thể kiếm thêm trong khoảng thời gian này. Thổ khí vượng là tác nhân khiến cho sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo. Cơ thể không được khỏe nên nếu bạn không chăm sóc đúng cách sẽ chỉ càng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn. Bạn cần hiểu rõ vấn đề của mình để tìm cách chữa trị phù hợp. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh hôm nay nên kiêng cự các việc như khởi công tạo tác, việc gì cũng không tốt, kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả hay đóng thọ đường. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim đừng gieo yêu thương cho người bạn không có tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy có người ảnh hưởng tích cực tới đời sống của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa con có thêm khát vọng, bạn càng nỗ lực nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ đã tìm cách để cải thiện cuộc sống phù hợp. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc có giải pháp tài chính khôn ngoan hơn. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Tử vi tuổi Dần, con giáp tuổi Dần hãy kiểm soát cảm xúc của bạn trong ngày này, nhất là khi có kiếp tài tác động. Câu trả lời mà bạn trông đợi có thể không rõ ràng, tuy nhiên hãy cứ yên tâm bởi vì mọi thứ sẽ trở nên dần sáng tỏ trong những ngày tiếp theo. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn chớ nên cả tin, bạn cần học cách để phân biệt giữa những điều hợp pháp và những điều giả mạo trong ngày này. Khi bạn có được đánh giá khách quan nhất cho mọi việc thì bạn sẽ không phải gặp khó khăn để giải quyết vấn đề nữa. Ngày 14 tháng 9 năm 2021 dương lịch là ngày Can Ất. Ngày Can Ất thì không trị bệnh ở đâu, do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, bạn hoang mang với những lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, có những vấn đề bạn phải biết giữ bí mật. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, nếu buồn hãy khóc để có thể giải tỏa được căng thẳng. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, sự trống vắng hiện tại là cần thiết để nhìn lại mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão,
Tỷ Kiên dự báo những thay đổi đang diễn ra nơi một người bạn nào đó khiến cho tuổi Mão cảm thấy khó hiểu. Hãy nhẫn nại chờ đợi khi họ trải qua giai đoạn này. Khi có thời gian và bình tĩnh lại, họ sẽ chia sẻ cho bạn nhiều điều. Thổ Mộc Xung Khắc khuyên bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch của mình và có sự điều chỉnh sao cho phù hợp. Sớm còn hơn không, khi bạn làm chủ được tình huống thì mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay là ngày 8 âm lịch, nhân thần ở phía trong, cổ tay, phía trong đùi và ẩm hộ. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có những trải nghiệm bạn phải tự mình nếm trải. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa tin tưởng những kẻ giả dối chỉ khiến cho bạn thiệt thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ đừng vội vàng hài lòng với những thành công hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim dễ có những ý kiến bất đồng với một nửa của mình. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương vàng, trắng, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi tuổi Thìn, Sửu Thìn tương phá khiến cho người tuổi Thìn có cảm giác muốn chùn bước vì bị ngăn trở. Hãy để những sự quan tâm, sự chú ý trở thành nguồn cảm hứng cho bạn, chứ không phải là mối đe dọa. Chính tài xuất hiện cho thấy vận may tài chính đang xuất hiện trước mặt bạn. Điều quan trọng lúc này là bạn có đủ kiến thức và thông thái để nhận diện ra vận may của mình hay không và tận dụng nó hay không mà thôi. Dù bản thân đã có chút thành tích thì hãy cũng cứ luôn giữ thái độ không ngừng học hỏi để phát triển bản thân bạn nhé. Hãy khiêm tốn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa có thể gặp rắc rối vì bạn hay đãng trí, nhanh quên. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ không phải ai được giúp đỡ cũng cảm ơn bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc thái độ tiêu cực chỉ khiến bạn yếu thế hơn so với người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim hãy âm thầm tìm cách thay đổi bản thân từng bước. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy hãy thôi hối tiếc những gì đã xảy ra. Con số may mắn 6, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tương vàng, xám, quý nhân phù trợ, dần, thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, nhờ có tam hợp mà sau thời gian tuổi Tỵ trải qua cảm giác đau đau thì nay bạn đã đón nhận được hạnh phúc. Bạn trân trọng giây phút được bên người yêu thương mới hiểu rằng điều này đang quý tới mức nào. Có lúc bạn còn thầm cảm ơn những gì đã qua và mang lại cho bạn ngày hôm nay. Thương quan nhắc nhở có giáp tuổi Tỵ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có thể thay đổi. Bạn đừng quên điều đó. Đây là ngày mà bạn cần đối diện với những biến chuyển trong cuộc sống và học cách thích nghi dần dần, dù điều đó với bạn chẳng dễ dàng chút nào. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ để bản mệnh có thể cải thiện sức khỏe. Nếu mệt, bạn nên chợp mắt một lúc, đó là khi cơ thể của bạn đang cần được nghỉ ngơi. Hạn chế việc uống thuốc theo lời khuyên của ai mà không phải là bác sĩ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa nên chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ nên tạo bất ngờ nhỏ nhỏ thú vị để làm mới tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc không nên nghĩ đến việc từ bỏ công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim người ấy yêu thương và trân trọng tình cảm của bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy tránh đoán mò vì suy đoán của bạn dễ bị sai. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tương đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Tử vi tuổi Ngọ, đừng vì ảnh hưởng của Sửu Ngọ tương hại mà chán nản vì công sức bỏ ra không được ghi nhận. Đây là ngày để bạn chú ý tới mọi vấn đề trong cuộc sống của mình thay vì thờ ơ bỏ qua chúng. Có rất nhiều câu hỏi cần phải được trả lời và bạn là người duy nhất có thể đưa ra được đáp án. Một ngày mà tâm trí người tuổi Ngọ có cơ hội được bày bổng, lang thang với sự che chở của thực thân. Hôm nay, nhờ thế mà bạn có thể dành thời gian cho những kế hoạch sắp tới và biến chúng thành hiện thực một cách nhanh chóng và đầy bất ngờ. Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui liên quan tới chuyện tình cảm của bản mệnh. Thế nhưng người độc thân cũng đừng vội quá tin tưởng vào những lời mật ngọt khi họ đang tán tỉnh. Bạn cứ vui nhưng đừng vì thế mà nuôi hy vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim không hòa hợp với người thân trong gia đình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy nên thận trọng khi đối mặt với tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa thay đổi góc độ nhìn nhận đánh giá vấn đề. Tử vi tuổi Canh Ngọ,
Thổ, vợ chồng đồng sức đồng lòng giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, hứng thú với việc tìm hiểu những kiến thức mới. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, lục xung khiến cho người tuổi Mùi dễ bức xúc với ai đó đang nói một đằng là một nẻo, nhưng dù sao đi nữa thì cũng đừng vội lên tiếng. Hãy quan sát và suy ngẫm giữa những phán xét của bạn lại, bạn cần có thời gian để nhìn nhận thêm. Thực ra những chuyện nhỏ bạn nên sớm tìm cách để loại bỏ chúng khỏi tâm trí để có thời gian tập trung cho việc quan trọng trong ngày. Hơn nữa, sự tức giận cũng không mang lại lợi ích gì mà có thể là tác nhân gây bệnh tật. Khi bạn chín chắn hơn trong các quyết định tiền bạc với sự nhắc nhở của thiên tài cũng là vì người tuổi Mùi trang bị cho mình đủ kiến thức phù hợp. Vì thế, hãy tiếp tục thể hiện sự trưởng thành trong lối sống, trong hiểu biết. Nhờ thế mà bạn có thể thấy mỗi ngày qua đi đều ý nghĩa hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tiền bạc đã có nhiều hơn trước, đảm bảo cho cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nên tìm cách hầm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, hãy tìm cách tránh xa những nhân tố tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, có thể bạn nhớ về những kỷ niệm cũ tốt đẹp trước đây. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy loại bỏ dần những thói quen xấu. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chính quan mang lại cho người tuổi Thân những điều kiện tốt đẹp để phát triển công việc, sự nghiệp trong ngày này. Khi bạn thực sự tập trung có thể thấy có những dấu hiệu đều đang cho thấy bạn đã có tiến bộ vượt bậc. Ngũ hành tương sinh có thể hứa hẹn niềm vui trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ đang giúp cho bản mệnh lấy lại được tinh thần sau những ngày khó khăn, vất vả đã qua. Thậm chí, khả năng thích nghi với hoàn cảnh của bạn lúc này cũng đã cải thiện, giúp bạn luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong ngày này, vị trí của Thái Thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thái phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hay tiến hành sửa chữa tại nơi này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nên sắp xếp thực hiện công việc sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, đừng vì buồn mà có những thói quen xấu. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy tập trung làm và chứng minh được năng lực. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nhớ yêu thương chân thành, bạn sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, thái độ tích cực sẽ được duy trì trước khó khăn. Còn số may mắn 1, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày, nhờ có tam hợp mà người tuổi Dậu và một nửa của mình có những kỷ niệm đẹp đẽ để lưu giữ từ nay về sau. Những người độc thân cũng bắt đầu có những tín hiệu vui khi bạn tìm được người phù hợp để tìm hiểu, chia sẻ niềm vui và sở thích. Thiên quan dự báo cho con giáp tuổi Dậu biết rằng có người đã thất vọng về bạn. Những thứ ngoài tầm kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như cách người khác nhìn nhận bạn trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng bởi vì chỉ cần bạn là chính mình thì mọi việc cũng sẽ sớm ổn thôi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy chấp nhận khó khăn nếu muốn phát triển. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, bạn đủ nhạy cảm để nhận diện bản chất của vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy nuôi dưỡng khát vọng của mình lớn hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nên làm giàu từ chính công sức của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ một nửa của mình. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, hình hại đặc quyền khiến cho người tuổi Tuất có cảm giác bị ai đó lấn át. Bạn khó có thể nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Tốt hơn hết, hôm nay không cần tranh cãi, những người không cùng tầng với mình vừa bực mình lại vừa phí phạm thời gian. Nhờ có chính tay mà tiền bạc trong ví của con giáp tuổi Tuất sẽ có dấu hiệu khả quan. Đừng chỉ tiêu thiếu tính toán và khiến cho hầu bao của bạn thâm mụn đáng kể. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của những ai đang có bệnh lúc này suy giảm. Bạn cần đề phòng cả dịch bệnh lẫn việc tìm cách để chữa trị bệnh cho mình để đảm bảo an toàn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, không nên sò đò vì nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì. Tử vi tuổi Bình Tuất,
Thổ, học cách thích nghi với hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc nên rõ ràng minh bạch hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim không nên có những suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy cần lên kế hoạch nhưng đừng tính toán quá nhiều. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thật khó để có thể xác định được mức độ ưu tiên trong ngày này. Tam Muội xuất hiện gợi ý cho bạn hãy hướng tới gia đình và những người thân yêu. Nếu có thể, bạn mới thấy đó chính là trọng tâm của cuộc sống. Hôm nay, chinh ấn cho con giáp tuổi Hợi cơ hội để nhìn nhận mọi việc ở góc độ tổng thể, cho bạn hiểu rõ hơn về những tình huống mà mình phạm phải. Sự sáng tỏ sẽ giúp cho bạn không còn phải bối rối nữa. Ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở bạn cần lưu ý một chút trong việc chi tiêu, bởi vì tài khoản của bạn đang hao hụt đáng kể với những khoản chi không chính đáng, nên có giới hạn trong mức chi dùng. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, những xót xa đã qua mang lại cho bạn sự bình yên. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ không nên làm việc theo hứng thú nhất thời. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc có lúc bạn cảm thấy chông chênh với những sự lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim tin rằng thử thách ở hiện tại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ, Thìn, Mão. Đây là tử vi thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp. Tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay? Đó là các tuổi Thân, tuổi Tý. Tuổi nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là các tuổi Mão hay tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!